Dạ, Cường xin chào bà con cô bác và quý mạnh thường quân. Thì chúc bà con cô bác và quý mạnh thường quân cũng xem cái video của Cường đó. Thì nếu thấy cái công việc có giúp ích cho bà con hay là xã hội đó thì hãy cho Cường một cái đăng ký và một cái like. Dạ, thì hôm nay Cường cũng tiếp tục cũng như cập nhật cái thông tin mới. Thì Cường có nhận cái số tiền của anh ba các khi Trần ở Bắc Cali. Thì tới thời điểm bây giờ thì mình cũng đã xây cũng tương đối, cũng khá là hoàn thiện. Thì cái qua làm thì buổi chiều cũng tranh thủ nghỉ sớm đó. Nên qua làm từ từ bây giờ cũng khá là ổn rồi. Thì có bữa hổm ngày Chủ nhật đó thì cùng các anh em bên vợ đó thì cũng tiếp làm. Đó, thì bây giờ mình làm từ từ cũng cũng cố gắng cho nó rồi sớm. Rồi sáng trưa thì chắc trưa Cường cũng có lọt được cái kết rồi luôn nè con các bác. Thì đây là ngôi nhà từ số tiền của anh chị ba chắc kia Trần ở Bắc Cali. Thì kỳ này Cường cũng có làm một chút xíu thay đổi, cũng như là có thể là cái vật tư có thể chất liệu có thể tốt hơn đó. Thì đây là cột thì mình làm bằng cột sắt á. Thì ở trên mình cũng muốn xây cái mặt tiền chút xíu để cho nó chắc chắn luôn. Thì nữa ví dụ sau này mình có tiền mình đỡ, không có tiền mình cũng đỡ lo. Thì cái vách bên đây cũng mới gài cũng tô nè cũng đó. Thì chiều nay thì chút xíu nữa Cường cũng cố gắng hoàn thiện á cái mặt tiền buồn á mà con cô bác. Vách là mình cũng xây rồi nè, vách này mình bơm qua bấm mình giờ dần vách thì còn nữa, mình còn xử lý ở dưới trước nữa. còn cù là cái trên nha bà con cô bác. Giờ này vô đây hơi tối rồi. Nó sau này mình còn cái khu ở sau mà. Thì tới đây nữa là cái nhà phần cuối nha bà con cô bác. Nó phần cuối nữa mình làm cái không gian bếp ở đây nè. Đây là không gian bếp, rồi nữa mình ngắt ra thêm lại một phòng. Cái này cũng đang tô mà cũng nó chưa khô mà. Ồ, đây tối thui luôn. Ồ, nó xi măng. Xi măng để đây mưa tạt. Mình chọn cỡ 2 sâu hồ nữa để cho nó hoàn thiện luôn cái phần mà ba viên gạch ở trên chỗ mặt tiền buồn đó bà con cô bác. Bỗng có dáng đổ cái đà nhìn thấy hoành tráng không bà con cô bác. Cái đà nó còng nó nhô lên rồi con cô bác đâu. Nhìn cái đà thôi là mới độc lạ. Kêu gọi là được đà lăn tô rồi bà con cô bác. Thì ở đây là quang cảnh ở xóm nè bà con cô bác. Nhìn mấy đứa bé cũng khá là đông. Giờ này trời cũng mưa luôn rồi bà con cô bác ơi. Lúc này trời bữa nào cũng mưa hết trơn. Rồi sáng Cường cũng có lọt cái được cái kết á, thì giờ nó cũng đỡ rồi. Cái kết này mình làm có cái vòm cong á, nhìn coi nó cũng đẹp á. Này nữa là mà chắc cắt xong á rồi là cầu nước bắn hết luôn, bắn hết từ A đến Z cho nó sạch ba cái cát ở trên ton đó, ba cái cát cái bùn dính ton nó cũng mau xét nha con quá. Mấy ngày làm tới quên cạo râu luôn con quá không qua. Đó, bà con cô bác không thấy đây cái phòng cũng phòng khách ha, cũng khá là rộng. Thank you.
Đủ mà, to cũng đẹp thôi. Gánh nó không bắn cái chân dưới cho rồi. Cũng mắm chuyển. Nghe bả nó là sáng. Ờ sáng bả qua bả nói. Trang thôi xây cái đầu bên đây nó hơi cao quá anh. Cạch lê hơi kẹo đó. À, cạch lê hơi lạnh. Vậy vậy theo. Đặt qua kéo mà. Mệt. Không mệt. Về đi bà. Không lẫn. Vậy đi dạy kéo. Nặng quá rồi. Ừ. Vậy đó. Hầu tô. Đặt qua kéo mệt đó. Dạ. Dạ. Sáng nó già cắn chi nữa. Quay sang lên YouTube luôn. Đấy, thợ chánh đang tô 3 ngày chưa xong cái dách. Sao không kêu bác Hai lấy giùm? Hả? Kêu bác Hai đưa giùm mới chứ leo lên xuống vậy. Tao quay không thấy mặt. Tại để thì bút chứ để YouTube được đâu nhạc không? Nhạc hết video đang nè. Cái cửa đầu bên đây hơi cao hơn. Cái cửa còn tô cái đáy rồi. Hai kia nó chưa chịu ăn cơm. Biết qua nó nhớt nhiều uống nhiều. Nãy đi tới bển á. Tôi mà hỏi ai vậy? Cái bà Tư nói cháu ruột tôi á. Cái nói mai mốt kêu qua ở chung được rồi, lo cho bà Tư. Mấy bà đã xui. Hả? Cái tô vô nắp cho
không.